lên đĩa sau theo SH cho Future 125 nha anh em. Future FI anh em ha. Quá đẹp luôn. Đang nó phát nha anh em. Chờ 125 đỏ anh em ha. Anh em nào muốn lên thắng đĩa trước sau qua thị xe Khánh ha. Thì chỉ 462/15 đường 3 tháng 2 phường 2 quận 10 nha anh em. Bao lắp ráp ngon lành hết cho anh em ha. Tháo lắp dễ dàng như zin nha anh em. Yêu 125. Giờ lắp hạt phe cho anh em, hạt phe vô, ốc sên vô, bô gắt máy nữa là xong. Thời gian lắp ráp khoảng 1 tiếng anh em ha. Anh em qua tiệm ngồi chơi đợi lấy xe luôn. Có bán nguyên bộ đầy đủ nha ha. Nguyên bộ về chỉ ráp thôi. Nó rất dễ dàng như Vinh. Tắt bôi nữa là giao xe nha nè. Heo của SH nha nè. Không, cái đang còn sống mà. Còn chưa non. Cái đó kẹt luôn. Nó xin này. N1. Lắm
mới một canh nha anh em, không cứ chơi một đề anh em ha. Cho nên mỗi lần anh em muốn thay vỏ ruột hay là thay cho mình dĩa sao lắp dễ dàng nè, không có sợ bị cấn đĩa cà đĩa gì anh em. Anh em muốn lên thắng đĩa ngon lành thì qua tiệm xe Khánh ha, tới địa chỉ 462/15 đường 3/2 phường 2 quận 10. Mẹ nói ghen đặt bể đầu nha. Hàng của S Khánh thì bà em 30. Đúng rồi, S Khánh nhặt nha. Nghe vô chú hai chồng mình tính cái vụ mình thay. Nguyên bộ lít xin hết đó nha. Đĩa lít xin, heo lít xin. Đúng rồi. Đĩa lít xin luôn nha nè. Ok, sắp xong rồi nha, bắt đầu đạp lên nữa, đạp lên xong bắt ra máy chưa Hiếu? Vừa bắt nè, giao xe nha, giao xe nói lớn cho mày nghe, nói nhỏ xíu cho mày nghe. Kẹt máy để nó bắn xong rồi quay. Còn mạnh nữa để tôi quay khách ra coi coi. Bao nhẹ nha nè. Rồi, xong xuôi ha. Quay cái nữa coi. Nhẹ nhàng ha. Anh em chạy cho cái đĩa nó bóng lên nữa, chạy gần nhẹ nữa ha. Rồi ok. Rồi, thử xe chứ. Bê lan cao nha, ngon là cầm đào. Đồng thời có tí này chạy đủ tắm máy hoài. Nó nghĩa là nó không có hung khí ai vô là nó chăng được á. Giao xe nha anh em. Giờ thử có test cái giao xe. Tắm máy rồi mình đậu mình nghỉ mình tháo cái xăng vậy ha. Chào anh em ha.